Tôi từng tự tử 3 lần, nhưng không phải vì tôi thất vọng về bản thân mình, tôi cũng không còn nỗi buồn nào quá lớn tới mức phải tự tử, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết nói. Mới đây, chương trình Lần đầu tuổi kỷ đã lên sóng. Tại đây, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã chia sẻ đôi điều về bản thân qua việc trả lời một số câu hỏi được khán giả đặt ra. Ngay từ nhỏ, tôi đã thích và thần tượng nghệ sĩ Thanh Nga bên cải lương, nghệ sĩ Kim Cương bên kịch nói. Và nghệ sĩ Thẩm Thùy Hằng bên điện ảnh, đó là ba nghệ sĩ tôi chịu ảnh hưởng khi bước vào nghề. Vào nghề này, tôi chỉ muốn được tỏa sáng như một nghệ sĩ, chứ không muốn giống ai hay thành một người nào khác. Cảm giác của tôi khi lần đầu tiên lên sân khấu là thích thú, hồi hộp, hơi có một chút lo âu vì không biết mọi thứ diễn ra như thế nào. Nhưng tôi vẫn phấn khích khi được đứng trên sân khấu. Tôi làm việc cật lực ở ngoài đàn hát ngày đó. Một người thường tập từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa rồi nghỉ. Riêng tôi thì ăn cơm trưa xong, xin nghỉ ở lại để tập tiếp tới 1 giờ tận 6 giờ chiều mới về. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã có dịp tham gia một số chương trình truyền hình và chia sẻ về bản thân cũng như những câu chuyện trong suốt quá trình theo đuổi con đường nghệ thuật. Mới đây, tham gia chương trình Lần đầu tuổi kỷ, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã có những chia sẻ thú vị về bản thân và những câu chuyện thú vị trong suốt chặng đường làm nghệ thuật. Theo đó, bà cho biết, ngay từ nhỏ đã thích và thần tượng nghệ sĩ Thanh Nga bên cải lương, nghệ sĩ Kim Cương bên kịch nói. Vào nghề này, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết chỉ muốn được tỏa sáng như một người nghệ sĩ bình thường, chứ không muốn giống ai hay thành một người nào khác. Để có được danh tiếng như ngày hôm nay, nữ nghệ sĩ cũng đã cho biết bản thân đã luyện tập rất nhiều, làm việc cật lực. Trong hơn thời gian theo đuổi nghệ thuật cải lương, Bạch Tuyết cho biết ngày nào bà cũng yêu nghề, dù trong bản thân khó khăn nhất cũng không dám nhắc tới chuyện bỏ nghề. Tôi luôn khẩn tổ nghề rằng, chỉ khi nào tổ không chấp nhận nữa thì tôi mới thôi, chứ tôi không bao giờ dám bỏ nghề, tôi yêu nghề này lắm, Bạch Tuyết chia sẻ. Đặc biệt trong chương trình, nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng đề cập đến việc mình đã tự tử đến 3 lần. Tôi từng tự tử 3 lần, không phải vì tôi thất vọng về bản thân mình. Tôi cũng không còn nỗi buồn nào quá lớn đến mức phải tự tử, tuy nhiên ngay từ nhỏ khi mẹ mất, tôi đã không muốn sống nữa rồi. Tôi cảm thấy đời này sống mong manh quá, ranh giới sống và chết không ai quyết định được, thế nên sống để làm gì? Ngày nào cũng phải ăn để sống, nhưng cơ thể vẫn già đi, tôi cảm thấy sự vô lý của kiếp người. Nhưng đó không phải lý do tôi không muốn sống, tôi chán vì thế giới này bất công, kẻ mạnh ăn hiếp người yếu, người lừa lọc ăn hiếp kẻ ngu xuẩn. Tôi bất lực trước cuộc sống này và tôi không muốn sống trong một xã hội như thế. Đó là nguyên nhân khiến tôi tự tử 3 lần. Cả 3 lần tôi tự tử đều cùng một nguyên nhân, Bạch Tuyết chia sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.